Mọi người á, khi làm hay chót á, thì hay nhắn shop là shop ơi có cái màu mực nào á, nó nhanh nó ăn hay không, à, tại sao mà mình đi cái hay chót mình kéo sợi nó lâu ăn như vậy. Thì shop sẽ chia sẻ cho mọi người một vấn đề là mọi người có hay mắc phải cái vấn đề này hay không, thì cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng, nó làm cho mình đi cái sợi nó sẽ cũng lâu ăn màu hơn nha mọi người. Thường thì mọi người hay đi vậy đúng không ạ? Khi mà mình đi qua một đường ấy, thì mình sẽ dùng cái bông gòn ướt này, mình sẽ lau qua một đường mình sẽ lau liền đúng không? Nhưng mà cái nếu như mà mọi người đi sợi mà mới qua có một lượt á, mọi người dùng cái bông ướt như vậy mọi người lau thì nó sẽ là lấy đi màu hết, tại vì một đường khi mình kéo một đường vậy màu nó sẽ chưa chắc gì nó ăn vô da đâu mọi người, chắc chắn là nó không ăn vô da, nhưng mà mọi người chùi như vậy là nó sẽ mất đi, thì mọi người cứ làm đi làm lại thì cái da này nó càng khó ăn màu. Thì của mình nó chia sẻ mọi người một cái đơn giản thôi nè, khi mà mình kéo một đường vậy mình không dùng cái bông ướt này ha, chỉ dùng cái giấy thôi, mình sẽ chậm cái đường đó, nếu mà mực nó tràn ra mình sẽ chậm chậm cho ấy và mình sẽ đi tiếp tục.